tức luôn, anh nghe quay từ từ, quay về nhanh quá bà con không thấy kịp. Trời ơi, xuống dưới bị ở dưới gần mất nước ở dưới luôn. Ừ, rễ nè bà con xem nè, rễ rất là nhiều nè, đó rễ trắng tươi luôn á, chơi bứt rễ ta cha. Vậy chứ này nó ăn ra đâu con thấy ha, rất là nhiều. Để bà con chúng ta có thể hình dung được. Xin chào quý bà con thân yêu, hiện tại bây giờ Hoàng Anh đang ở một cái vườn để sử dụng cái bộ siêu phục hồi của Willow Farm sau khi mà anh cái vườn bị suy kiệt, sau khi mà anh làm bông làm trái xong, nói chung là sau khi thu hoạch thì lần đó cũng đi với anh Trương đúng không anh Trương, lần đó thì vô đưa cho anh chay thần sấm siêu giáp với lại là bộ siêu phục hồi. Thì hôm nay có dịp được quay trở lại thì quanh cảm nhận được cái sức sống phát triển của cây, giống như những cái thước phim mà nãy giờ anh Nghi anh quay cho quý bà con chúng ta xem, đó là những kết quả tuyệt vời của siêu phục hồi. Lá thì xanh dày hơn, chuẩn bị làm bông làm trái, mà với cái bộ lá như thế này là thiệt sự là rất là yên tâm, vừa xanh vừa dày vừa bóng vừa mượt mà lá dày thì nó ít bị cháy lá. Và có thêm một điều đặc biệt nữa để quý bà con chúng ta có thể là thấy được cái điều tuyệt vời của bộ siêu phục hồi, đó là bà con thấy cái phần rễ nó ra không, rễ nó ra gọi là anh xẻ rãnh này, là Willow Farm yêu cầu là anh phải xẻ rãnh để làm gì, để cho cái việc thoát nước nó thông thoáng hơn. Thì rất là cảm ơn anh đã thực hiện theo, và đồng thời bà con có thể thấy đây là rễ của cây sầu riêng đã nhú ra cái bờ, rễ nhú ra rất là nhiều và cọng nào cọng đó, rất là bự nha bà con nha, rất là mập mạp đó. Và cái đầu rễ của nó rất là khỏe nè, bà con nhìn thấy nó rất là khỏe, nó trắng tinh nè, rễ trắng như thế này tức là cái rễ cám rất là khỏe và lượng lông hút ở trên này rất là nhiều. Mà đâu phải là cái rễ này anh chưa anh ngắt lên thì mới có đâu, bà con có thể coi dài 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 xung quanh này đó, anh Nghi quay cho quý bà con chúng ta xem. Và đây là kết quả của bộ siêu phục hồi, không những lá xanh dày mà ở phía dưới bộ rễ của cây coi như là phát triển một cách mạnh mẽ luôn. Và cái này là sự phát triển một cách bền vững cho cái vườn sầu riêng của chúng ta nha bà con nha. Ở phía bên này nữa đúng không anh? Những cái chỗ mà nó ít bị cỏ nó che lấp thì cây phát triển rất là tốt. Xin lỗi, rễ nhú ra quá trời quá đất nè. Bà con thấy nè. Bà con có nhớ một video mà Hoàng Anh thực hiện ở vườn anh Mỹ không? Anh nói trời ơi, cái gì đâu mà xài cái bộ siêu phục hồi, cái rễ ra quá trời quá đất luôn. Anh Nghi quay từ từ, quay về nhanh quá bà con không thấy kịp. Trời ơi, xuống dưới bị ở dưới gần mất nước ở dưới luôn. Ừ, rễ nè bà con xem nè, rễ rất là nhiều nè, đó rễ trắng tươi luôn á, chơi bứt rễ ta cha. Vậy chứ này nó ăn ra đâu con thấy ha, rất là nhiều. Để bà con chúng ta có thể hình dung được là cái bộ siêu phục hồi đó, nó cái giá trị nó nằm ở chỗ là nâng đỡ sức đề kháng của cây. Thêm nữa ở trong cái bạc bịch humic Hoa Kỳ đó, nó có phytohormone, nó làm cho rễ chúng ta phát triển cái hệ rễ rất là mạnh luôn nha bà con nha. Đây nữa nè, phóng ngược ha, phóng ngược lên nhiều dữ lắm đó bà con, nhiều dữ lắm, nhiều nè, rất là tuyệt vời luôn. Ở phía bên này cũng có nè, bên này quay hơi ngược. Bên này đi, bên này quay bên học bên này quay chậm chậm vậy mới thấy được anh nghe. Đây nó lú ra, mình tưởng nó vàng 18 không á chứ. Đây bà con coi nè, nó lú qua trái trời luôn hả anh Chấm? Nhiều dữ lắm, nhiều. Trước có bao giờ anh nghĩ là nó sẽ ra nhiều như vậy không? Dài đằng kia luôn rồi, đầu đắng cũng ra. Đầu đắng. Dạ. Nhưng mà bắt buộc mình phải xẻ thôi, tại vì không mình vườn mình bị giống như tình trạng cũ là bị ứ nước cục bộ là mất công. Đó. Cái cây này lúc trước còn cái đọt không à anh Chấp? Cái này là nó chết luôn rồi đó chứ. Nên nó còn có đọt có mấy lá à? Còn cái chì không. Bữa nó bị tiếng trùng đó. Rồi quá trời đã rồi. Rất là mừng. Hôm nay rồi. Để ngoài này nó cũng ra nhiều lắm. Thần nông xuất hiện ha. Khô hết trơn ha, rong rêu luôn ha anh. Đẹp quá. Được rồi, không rồi xịt nó cũng chết, cũng còn mới không chết. Xịt lần thứ hai là nó chết hết. Đó, cái chết thì giờ em thấy còn đó. Dạ. Năm rồi em nhớ mấy cây này cũng suy dữ lắm nè. Em có quay phim cái nhớ mà. Này là năm nào cũng bị cái lá nữa. Hàng này chỉ còn có 2-3 cây đầu đằng kia à. À, nó còn đỡ đỡ cây này thì nó như còn rồi thì không làm trái nữa. Dạ bỏ nó phải không? Nay nó nhú đọt ra đẹp quá ha. Nè nó nhú ra kìa, có rầy kìa ông ơi. Dữ dằn luôn á, nhóc đây nè, bị chết nhánh á. Dạ. Nhiều lắm. Cây này ngon lắm. Dạ. Đó, bà con thấy kết quả là vậy, thật sự ra là rễ rất là nhiều. Quanh đứng bên này thì quanh thấy bên này, anh Nghi đứng bên kia thì anh Nghi thấy bên kia.
nó rễ nhiều dữ lắm bà con ơi. Đó, bà con có thể coi đó là cây nó phát triển mạnh là nó như vậy đó bà con. Rất là tuyệt vời. Thôi năm nay coi như mình cũng yên tâm hơn năm rồi ha anh. Mình có người bạn đồng hành ha. Nè, đây nè. Quá trời quá đất. Bây giờ là mình đang có một cái nền tảng để dễ mạnh rồi ha. Dạ. Nhú nhú nữa. Nhiều dữ lắm. Ốc. Ốc đó xào xào ớt được không? Thôi. Thôi nói chung cũng yên tâm ha anh Hùng. Anh em mình cũng đã coi như hoàn thành nhiệm vụ. Hên quá, em gặp lại anh lần này em rất vui. Còn nếu không không được gì chứ em không dám gặp lại anh luôn. Không gặp đâu, em qua làm phiền anh nhưng mà sao không thấy hôm qua. Trời ơi mấy hôm nay quá tuyệt vời luôn vui rồi trời. Đó, thôi em cũng cảm ơn anh. Chúc anh năm nay là anh em mình thành công vang dội dù vụ hái nữa. Cây này lúc mà nó bị này nọ rồi trời ơi nay nó cũng liền mặt rồi rồi. Cái đó còn bị xòe anh ăn. Đây nè. Rồi cảm ơn quý bà con chúng ta rất nhiều. Ngàn lời nói không bằng một cái hiện tượng thực tế nên em cũng cảm ơn anh Chấm. Thứ nhất là anh Chấm anh. Anh đã tin tưởng tụi em, cho tụi em cơ hội để tụi em có thể là thực hiện những cái việc trao giá trị này. Nói chung sản phẩm phân bón anh thấy giá cả vậy nó cũng hợp lý không anh? Giá nó rẻ hơn so với trước khi mình dùng không? Cũng hợp lý. Dạ, cũng hợp lý ha. Cây cối, cây cũng phát triển mạnh. Cả chấp nhận được. Dạ, chấp nhận được. Biến sinh năng suất tăng là được. Rồi, cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Cảm ơn anh một lần nữa. Cảm ơn đội ngũ của Willow Farm đã cùng với Quanh phát triển những cái cơ hội để trao giá trị nhiều hơn cho quý bà con. Và đây cũng là giá trị cốt lõi mà Willow Farm mong muốn mang lại. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye. Trước anh cũng cảm ơn Quanh Tây Lăng. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Hùng kìa. Trời ơi, anh Hùng với anh Trương. Với lại cảm ơn hết luôn. Với lại cảm ơn chú.